sản phẩm Osmo của nhà sản xuất DG, còn nguyên tem của nhà nhập khẩu. Còn mới nguyên siêu của nhà nhập khẩu. Sau đây tôi sẽ mở xem nó có những cái gì. Có vẻ rất là chắc chắn, còn nguyên niêm phong. Cầm đi. Tốt đi, tốt đi. Nè. Có cái tem có vẻ rất là chắc. Đấy, có chữ open ở đây. Xem có những cái gì trong này. Từ từ. Đây là hai cái hộp phụ kiện. Còn toàn bộ cái máy là ở trong cái túi này. Mình sẽ mở xem nó có cái gì trong này. Đây là toàn bộ cái thân máy của DG Osmo. Bây giờ tôi xem là cái phụ kiện của nó có những cái. Đây là một cái cắp nguồn, một cái dây đeo tay, một cái dây đeo. Hộp này, một cái sạc pin và một cục pin. Chết rồi. Cái này chắc là cái quyển sách hướng dẫn. Được khói rất là cẩn thận. Nắp ống kính.